chào tất cả mọi người nhá. Bao nhiêu ngày tháng nay hôm nay mới lên sóng tí chào tất cả mọi người. Mình đang ở Vũng Tàu. Anh đang Vũng Tàu đang chào đón. Đây này, gắn thẻ đây đúng không? Đây. Không cần đâu anh, bây giờ là được. Like rồi là thắng. Đây này. Anh em xem tí biển Vũng Tàu nhờ. Quá là ok. Đấy. Lâu lắm mới lên sóng đây. Sóng biển Vũng Tàu đẹp không cả nhà ơi. Đấy. Lâu lắm mình không lên sóng. Chúc tất cả mọi người, tất cả anh em Bắc Trung Nam một buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc nhá. Cuối tuần thật vui vẻ nhá. Lâu lắm không lên, đợt này mình không quay kiếc live stream chứ. Anh em Vũng Tàu đâu, chào tất cả anh em 63 tỉnh thành ở đây. Hello tất cả anh em của anh Dũng nha. Đấy. Chào tất cả 300 anh em nhá. Đấy. Đấy, các em như mình nhá. Chào tất cả anh chị em đang coi live stream của Dũng nha. Chúc tất cả anh em mình một bữa chiều vui vẻ sức khỏe nè. Đúng rồi, anh là hộ kìa hàng biết rồi, làm sao tụi em bời được. Dạ. Anh đang quay ngược rồi. À dạ đúng rồi. Nó anh là khác chứ. Tương tác của bác. Có anh là bao nhiêu người theo dõi lâu 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 mấy trăm nghìn người, nhưng mà đợt này nó không cho lên nữa, nó chỉ để nguyên số cho nên rất nhiều người theo dõi. Bây giờ chuẩn bị đi nhậu và anh em lại bắt cà phê này nữa. Lâu lắm mới chào mọi người đấy. Thật ra là mình cũng nhiều lúc cũng muốn live stream tí để hỏi thăm mọi người rồi để nhìn thấy nhau, chào nhau câu nói thật tình cảm, nhưng mà nhiều bạn ấy mình không có TikTok mà mọi người cắt lên TikTok đi. Xong rồi nọ nọ kia nhiều khi mình cũng đâm ra mình hạn chế. Mà mình có trêu gì ai hay gì đâu, nhiều cái nó cũng không được hay lắm. Nên mọi người có gì thì thông cảm. Đẹp nhá. Quay tí cho mọi người xem nhỉ. Đây. Mọi người thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Lắm người ấy quá, như là cảm ơn tất cả mọi người nhá. Mọi người đang chào Dũng nhá. Dũng chào lại tất cả mọi người. Mình cũng không chào lại ai được đâu. Vì thật ra nó là đông người vào xem ấy, đâm ra mái của anh nó chạy như điện. Đấy, đâm ra mình không chào được ấy. Như có gì mọi người thông cảm nhá, đừng không bảo hay là bảo mình okay, là nghĩ mình là thế nọ kia. Mái anh nó lẻ lắm. Nên đừng ai nghĩ gì cả vì nhiều người bình luận quá. Chào Đại Nam Định nhá. Chạy ra đây rồi chở mấy anh đi về mình chở anh Dũng về Hà Nội giùm anh á. Những cái gì cũng có nhưng mà không có cái đó, không có cái nào. Toàn trai thôi, toàn đực thôi. Ở đây cái gì cũng có nhưng mà thiếu cái đó. Đúng không anh ạ? Anh cảm ơn em nào về Nam Định thì anh alo anh em mình giao lưu. Lại nhá. Anh chào Thái Hoàng nhá. Chào Tài Nương nhá. Tuấn nào bố đây. Bố đang ở Vũng Tàu, anh em đang đưa xuống Vũng Tàu chơi. Anh đang ở Vũng Tàu em ơi. Chúc Lan Phùng khai trương siêu thị Hồng Phát nhá. Có để tí đấy ăn rồi quay sau thôi, khi
Thôi xin chào chào mọi người nhá, mình chỉ quay tí nữa cho nó vui thôi nhá. Quay nhiều rồi lại cắt ghép cái thứ nhiều mình ngại mà, hiểu không? Trần Anh Tuyên là anh đi Vũng Tàu em ơi, anh em đưa rồi. Em ơi. Chào Lương Quyền nhá. Vũng Tàu cơ ơi. Mới số cái chiều. Đang nhà. Hello em. Thôi mình xin chào mọi người nhá. Cho mình kết thúc nhá.